Ô các bạn ơi, cây bên này trái chín rồi, chín đây nè, cắt nha. Ô chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Ô nữ hoàng nè các bạn, ở dưới đây nè. Ô trái này bự nè các bạn, ô trái này bự. Ô nứt bịch luôn, tét luôn, tét da mấy luôn rồi. Ô dài chưa nè, khúc luôn nè, dài ghê không đó. Ừ. Bự ghê không nè, to đùng. Còn nữa, còn bên đó nữa kìa. Ui trái này nè, trái này chín rồi nè. Ui đã nè. À hấn cổ đẹp lắm. Ui cái bụi này ngon nè. Đây các bạn, đây là cây ổi nhà mình, rất là nhiều trái các bạn, cành lá xum xê đây nè, các bạn thấy không? Đó thì khi mà ổi nó lớn thì mình bao trái nó lại các bạn ha. Với cái giống ổi này đặc biệt các bạn, là một cái bông nó ra được 2-3 trái, mình thấy đẹp quá thì mình để luôn. Mặc dù là mình biết rằng là để vậy thì cái trái nó sẽ không to, nhưng mà mình thấy đẹp quá, mình cắt nó uổng quá nè các bạn thấy không? Một cái chùm này mình gỡ cái bao vào đây nha. Đây một cái chùm này nè, 3 trái nè các bạn nè, 1, 2, 3. À đây các bạn thấy không, một cái bông, cái nách cái bông của nó ra đó là nó được 3 trái luôn nè đó, 1 trái 2 trái 3 trái. Cái ở dưới này cũng vậy nè, 3 trái, hấp dẫn không? Đó, mình thấy đẹp quá thì mình để luôn. Này, bây giờ trái như vậy là quá lớn rồi, mình phải bao lại để cho mấy chú ruồi vàng nó không có đục nha. Rồi ở đây cũng vậy nè các bạn thấy không? Trái nè, đó, như cái bông này thì một vết bông này có một trái thôi. Mình không biết tại sao cái giống ổi này nữa. Đây là ổi nữ hoàng các bạn nha. Rồi mình sẽ bao trái nó lại các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bao mấy cái trái này lại các bạn nha. Một cái trụ nó sẽ được 3 trái luôn, mình để 3 trái luôn. Nhìn nó rất là vui. Trồng nhà ăn nên là mình thử coi nó như thế nào thôi. À, bao trái bên này lại nữa, không có chỗ để nhét cái bao luôn. Okay, đó không sao các bạn. Đây cái chùm này mình để 1 trái 2 trái 3 trái các bạn ha. Một cái cành này, cành này mình để 1 trái 2 trái 3 trái. Thì khi mà mình thu hoạch cái trái xong các bạn thì mình sẽ cắt cành ha. Rồi có một trái chín rồi, mình sẽ thu hoạch cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, đây có một trái chín rồi nè các bạn. Cái này mình để có một trái thôi nha. Đây nè, tèn tèn, đã không, rất là good các bạn ha, đẹp. Ổi nữ hoàng nha các bạn, ruột trắng. Rồi cái nhánh này thì mình để có một trái thôi nha các bạn, nên khi mà mình cắt cái trái đó xong thì mình sẽ bấm nhánh nha. Mình muốn để cái tàn nó cao á thì mình bấm nhánh nó cao một chút, còn các bạn muốn để cái tàn nó thấp thì các bạn bấm nhánh thấp ha. Mình muốn để tới đây thôi. Đây là đợt trái đầu tiên các bạn ha. Rồi sau khi mình bấm nhánh xong á thì mấy cái nhánh này nè, mấy cái nhánh này hồi lúc trước nó ra rồi nè các bạn, nó ra rồi mà cái trái nó, lúc mình nó đang nuôi trái kia, cái trái này bị hư nè, cho nên là cái nhánh ổi này sẽ hư luôn nha, bỏ luôn. Rồi sau khi mình bấm nhánh xong thì những cái nách lá này nè, ở trong này cũng vậy, nó sẽ đâm cái tược mới. Khi đâm tược mới rồi là các bạn lựa chọn ha, lựa chọn cái tược nào đẹp nhất thì các bạn giữ lại. Trong một cái nhánh này thì các bạn giữ lại 2 tược thôi, một tược mấy bên này, một tược mấy bên này,
như vậy là cái thân nó sẽ đủ nuôi, và lúc đó mình sẽ lấy trái ở hai cái nhánh đó nữa, hai cái tược đó nữa. Đó, cứ liên tục vậy các bạn ha. Khi mà mình thu hoạch trái thì mình sẽ bấm hạ tàn, bấm nhánh hạ tàn nha. Trái bên này cũng chín rồi nè các bạn. Ồ, nó không được tròn, không được tròn các bạn. Có thể là do cái dinh dưỡng mình không đều á, bỏ phân gà, phân hữu cơ mà nó không đều phân, không được tròn lắm. Nhưng mà rất là ngọt nha các bạn nha, cực kỳ ngọt. Rồi, hôm nay mình sẽ thu hoạch hai trái này nha các bạn. Đã không? Có hỏi ăn liên tục nha. Rồi, các bạn đếm giúp cho mình xem cây này có bao nhiêu trái ổi nào. Các bạn thấy một cây ổi của mình chưa? Tàn tàn tàn. Đó là một cây ổi của mình nha. Ổi này ổi nữ hoàng nha các bạn. Trái rất là ngọt. Thịt thì cũng giòn. Nói chung là ăn rất là ngon. Mình trồng trong cái chậu này là chậu đường kính 60 nha. Các bạn thấy thế nào? Có bị kích thích không? Có tuyệt vời không các bạn ha? Một cây ổi. Ô các bạn ơi, cây này trái chín rồi. Chín nữa nè. Cắt nha. Ôi chín rồi, chín rồi. Cái dưới này nè. Ô trái này bự nè các bạn. Ô trái này bự. Ô nứt bịch luôn. Tét luôn. Tét da mấy luôn rồi. Ô dài chưa nè. Khúc luôn nè, dài ghê không? Đó. Bự ghê không? Nè. To đùng. Còn nữa, còn bên đó nữa kìa. Ui trái này nè, trái này chín rồi nè. Đã nè. À, hấn cổ đẹp lắm. Ui cái bụng này ngon nè. Không gì đâu. Ừ cái này nè. Ui cô nương ơi, nhìn cái ổi này đi nè. Đó tét, tét thân em nó luôn rồi nè. Bự quá mà em nó chịu đâu có nổi. Phải tét thôi. Đúng không? Nó trời ơi, quá đã luôn. Ừ, cái này còn non. Cái này chắc 2 ngày nữa hái được rồi nè. Ừ, cái này nè, cái này nè. Ô, quá già luôn rồi. Ôi, xì xì tích xúp chấp 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 chấp. Ừm. Mẹ trời ơi, ngon không? Ô, đã không? Không một tì vết. Đẹp lắm. Cái này nè, cái này. Cái này. Đó, mình cắt như vậy nè. Để cho mấy cái tược này nó sẽ tập trung dinh dưỡng luôn mấy cái tược này các bạn. Nó sẽ cái tược này sẽ lớn lên và ra trái cho mình ăn tiếp nha. Nên thu hoạch nhiều nha. Nhiều. Ừ, trời ơi. Đây. Nhìn đây. Đâu rồi? Thầy chẳng thấy trái ổi nào thế. Sao vậy? Nó khuất. Đây. Khuất cái gì? Đây các bạn. Ồ. Dơ cao lên mới thấy được. Trời ơi. Các bạn ơi, nó rớt rụng hết rồi. Này phải lấy cái rổ. Đây các bạn. Quá trời trái rồi, đây. Ừ. Đẹp không? À, chụp cho một tấm hình coi. À, anh chụp từ trên trời chụp xuống nha. Ừ. Con người nữa. Rồi đấy, thấy rồi. Rồi. Đây là con ruồi vàng đó các bạn. Thủ phạm mà nó sẽ chích những cái ổi mình á. Mình mới bỏ cái bao ra. Nó thấy thơm 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 là nó bay lại liền, các bạn thấy ghê không?
chụp hình mình.